Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oroco Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đăng mơ hội thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ngày thứ 6, ngày 15 tháng 9 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lớp bài tượng chung cho ba tổ bài. Đây là tổ 1, tổ 2 và tổ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ 6 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 1 các bạn tuổi một là những người có thể là đang trong thời điểm học hỏi một cái điều gì đó mới ha và các bạn cũng là một người có kiến thức có tri thức dồi dào các bạn sẵn lòng cho đi hỗ trợ những người khác và các bạn là những người có một cái sự thu hút người khác rất là mạnh mẽ một số bạn có thể là bạn có một cái dáng dốc thì khá là uh, quyến rũ hoặc là có sự gọi là uh, có có cái sự sáng sủa gì đó ha ở đây mình thấy có thể là các bạn đang gọi là tìm kiếm một cái sự rõ ràng hoặc là có thể là các bạn đang có những cái sự trông trên lo lắng nghĩ ngợi gì đó ở thời điểm này mình thấy có thể là các bạn đang tìm kiếm một cái cơ hội đến với mình hoặc là một số bạn có thể là bạn đang có một cái mong ước nguyện cầu và hy vọng nó sẽ À, mau chóng trở thành hiện thực các bạn đang có rất là nhiều những cái ước mơ hy vọng cháy bỏng hoặc là các bạn có nhiều cái hoài bão khát vọng ở đây tuy nhiên thì có thể là bạn đang bị um, mong lung nhiều thứ ha, và nó khiến các bạn cảm thấy bị choái ngợp một số của các bạn thì có thể là bạn sẽ thiếu đi cái sự tập trung khi bạn nghĩ ngợi nhiều thứ quá các bạn được khuyến khích hãy tập trung vào một cái mảng một cái điều gì đó thực sự phù hợp với bạn thôi và bạn có sự khai triển nó ha. còn còn nếu như bạn gọi là mơ ước nhiều thứ thì có sẽ mất rất là nhiều thời gian để phải suy nghĩ rồi cuối cùng không có làm được gì hết à, ở đây mình thấy có thể là một số bạn các bạn có rất là nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo trong công việc có thể là nó cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho công việc của bạn mình thấy dường như một số bạn các bạn đã tìm ra được cái mục tiêu hoặc là tìm ra được một cái um, hướng đi gì đó rồi Và các bạn đang muốn khai triển nó ha rồi ngày thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào trong ngày hôm nay mình thấy dường như là một số bạn các bạn có sự hoàn thành xong một cái kế hoạch hoặc là hoàn thành xong một cái điều gì đó một số bạn thì có sự hợp mặt với gia đình người thân có thể là các bạn sẽ có sự tương tác nói chuyện với những người thân ở xa ở nước ngoài chẳng hạn có yếu tố nước ngoài ở đây hoặc là các bạn sẽ học ngoại ngữ hoặc là các bạn xem được những tin tức nước ngoài một vài bạn có thể là bạn sẽ uh, mắc mưa đó nha nhớ đem theo áo mưa ừ một số bạn có thể là đi đếm đám cưới nè ha, hoặc là một vài bạn thì cần thấy các bạn có một cái nguồn tiền tiền lương tiền hưởng lợi nhuận đầu tư gì đó hoặc là bạn đi rút tiền atm nè có một số bạn thì có khả năng các bạn sẽ tham gia một cái cuộc phỏng vấn cuộc thi ha bạn bắt đầu một cái chương mới cuộc đời và mình thấy các bạn giữ được cho mình cái thái độ của sự điềm tĩnh cân bằng ôn hòa và có sự tiết chế À, mình thấy cuối ngày dường như bạn cảm thấy rất là thoải mái, thông dong. bạn cảm thấy như mọi thứ có vẻ nó không có còn áp lực nữa. giữa trưa thì mình thấy dường như là bạn cảm thấy hơi áp lực, hơi căng thẳng, hơi có sự gọi là đấu tranh giữa uh, sợ hãi và niềm tin chẳng hạn. Ha? Uh, thấy có điều gì đó khiến bạn cảm thấy mỏi mệt. nhưng mà cuối ngày thì dường như một cái bế tắc, một cái áp lực nó có sự gọi là tan biến. Ừ. trong ngày hôm nay có thể một số bạn các bạn sẽ nấu ăn nè hoặc là một vài bạn có thể là sức khỏe của bạn nó dần dần trở nên tốt hơn các bạn nhớ bảo vệ sức khỏe của mình ha. cẩn trọng một chút có thể là đi đến nơi đông người nhớ đeo khẩu trang hoặc là một vài bạn ở đây thì mình thấy uh, các bạn đi đâu đó cần phải kỹ lưỡng để tránh bị té ha. và mình thấy có thể cũng có những cái người muốn gây hiềm khích hoặc là tranh đấu tranh đá gì đó với bạn nhưng mà mình thấy có thể là bạn giữ cho mình cái sự bình tĩnh cân đối và không có gây cho bản thân của mình những cái sự khó khăn bằng cách À, bạn im lặng ha, bạn yên lặng, bạn tập trung vào việc của bạn và dường như bạn có sự gọi là cân đông đo đếm ha, à, đấu tranh cũng không có kết quả gì thôi. Tốt nhất mình im lặng là vàng. Một điều nhịn chính điều lành thì nó sẽ hay hơn. thấy các bạn có sự tương tác với một người mang năng lượng nam làm ra tiền bạc tốt ha. Người này thì có khả năng là họ rất là có ý chí cầu tiến, họ có thể là một người ít nói ha nhưng mà làm nhiều, ừ, có sự cẩn trọng chi tiết. À, mình thấy ở đây thì có thể là một số bạn sẽ uh, sẽ được nhận vào một công ty nước ngoài công ty đa quốc gia ha hoặc là các bạn có sự phỏng vấn ở một cái công ty nước ngoài ở đây ừ. và mình thấy có thể mọi thứ nó sẽ hoàn thành một cách trọn vẹn nếu như bạn giữ vững niềm tin và bạn thể hiện cho người ta thấy được cái sức sống cái niềm tin cái sự so nổi nhiệt quyết và cái sự gọi là uh, đủ đầy về mặt kiến thức của các bạn ừ. Ở đây mình thấy có thể một số bạn cuối ngày các bạn đi chơi, đi dạo mát với thú cưng của mình ừ. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn có một cái sự gọi là tập trung vào công việc rất là nhiều ừ. Kỹ lưỡng hơn ha Ở đây mình thấy nếu mà có sự giao dịch tiền bạc gì đó thì hãy cẩn trọng để tránh gọi là tranh cãi mệt mỏi Ừ trong ngày hôm nay có thể là các bạn uống nước khá là nhiều đó ha hoặc là các bạn được khuyến khích thay uống nước nhiều ha để tránh bị đau cổ họng đó khô khan cổ họng ở đây và có sử dụng lửa cẩn trọng để tránh vấn đề hỏa hoàng ừ. ở đây mình thấy có thể là sẽ có những cái đối tượng như là xỉ vả hoặc là phê bình phán xét như mình nói thì tốt nhất là thôi ha À, đừng đối chấp đừng tranh co với những cái người không có nằm trong các bản kế hoạch cuộc đời của bạn không có nằm trong những cái kế hoạch mà bạn vạch ra cho cuộc sống của bạn ha à, Người dân nước lã hoặc là những cái người gọi là không cùng tần số năng lượng thì tốt nhất mình im lặng là vàng là được rồi ừ. Trong ngày này bạn nào có nói chuyện với người yêu có sự bình tĩnh để tránh tranh cãi với nhau, có một số bạn mình thấy là có thể là bạn đọc được những tin tức gì đó mà liên quan đến bùa ngải liên quan đến thảm hại người khác ừ. mình thấy có thể là các bạn sẽ có sự cầu nguyện các bạn có sự gọi là à, đóng góp hoặc là cống hiến cho một cái cộng đồng nào đó ha. có thể là góp tiền góp bạc à, hoặc là một vài bạn có thể là các bạn có thể là đi chùa hoặc đi nhà thờ trong ngày này ừ. Một số bạn sẽ nhận được món quà hoặc các bạn sẽ trao tặng cho người khác món quà ở đây một số bạn sẽ được tăng được lên chức à, các bạn có những cái sự gọi là sáng láng vui vẻ rực rỡ tươi vui và chỉ tập trung vào niềm vui thôi tránh tập trung vào những cái vấn đề khi mà cảm thấy khó chịu ở đây một số bạn ăn uống kỹ lưỡng một chút ha à, để tránh cái vấn đề gọi là đau bụng nè rối loạn tiêu hóa nè kỹ lưỡng hơn về cái khâu vệ sinh thực phẩm. Ừ. Ở đây một số bạn thì có khả năng các bạn đang có những cái sự gọi là uh, có sự đánh giá cầu toàn về bản thân và điều này đang cản trở bạn có thể là bạn lo sợ rằng nếu bạn hoặc là công việc của bạn nó không hoàn hảo thì bạn sẽ không nhận được những gì mình cần ha? thì vũ trụ các thiên thần của bạn đang trấn An bạn rằng bạn hoàn hảo về mặt tâm linh bởi vì bạn được tạo ra theo hình ảnh và giống vũ trụ bạn không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo về mặt con người trên thực tế không có ai hoàn hảo hết ha? mọi người đều đang tiến bộ và các thiên thần hộ mệnh của bạn muốn bạn tập trung vào sự tiến bộ mà bạn đã đạt được và ghi nhận thành công của bạn và đừng quá khắc khe bản thân của mình và ngừng phán xét bản thân của mình ha, Bạn đáng yêu từ trong ra ngoài Nếu ai đó chỉ trích bạn, đặc biệt là ngược đại bạn, hãy tránh xa họ Bạn xứng đáng được ở bên những người luôn ủng hộ tử tế và kích lệ bạn ha ở đây thì mình thấy là những cái người gọi là chán ghét bạn ha kinh chê bạn thì họ cũng sẽ họ gieo nhân nào hoặc gặp quả đó thôi ha Họ gieo cho bạn những cái nỗi đau Thì họ sẽ gặp lại cái những cái nỗi đau Mà người khác gây ra cho họ Kiểu như vậy thì Tốt nhất mình tránh khẩu nghiệp Và mình tránh những nguồn năng lượng này Kéo mình xuống Bạn là người rất là tỏa sáng Và bạn còn có rất là nhiều tiềm năng phát triển Thì cái, hãy cứ gọi là bước thi cái hành trình của bạn Và đón nhận những sự may mắn của những người này Bởi vì khi mà họ gây cho bạn Có nồi niềm đau là họ đã trao Sự may mắn cho bạn khi mà bạn biết Tha thứ, buông xả ha, Là may mắn của họ sẽ kéo theo bạn và ừ, à, nguồn năng lượng xấu này sẽ thu hút cái nguồn năng lượng xui rủi của bạn ha, ra khỏi con người của bạn à, mình không có lỗ ha bạn còn lời to nữa cho nên là tốt nhất đừng nên à, đấu tranh với những cái người không đáng ha mất thời gian công sức và mất đi cái giá trị của bản thân ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem cho ngày thứ 6 ngày 15 tại tháng 9 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người, mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2. các bạn tụ hai là những người rất là sáng ha các bạn có thể là một người khá là nổi tiếng hoặc được nhiều người biết tới hoặc một số bạn mình thấy dường như các bạn đang có những mơ ước những hy vọng gì đó thì có thể là nó sẽ trở thành sự thật nhưng mà còn phải có sự kiên nhẫn các bạn là những người luôn biết được mình cần gì muốn gì và thực hiện mọi thứ như thế nào để có thể vươn tới thành công một số bạn các bạn đã trải qua những sự mất mát tổn thương có thể là bạn vẫn còn nhớ về những cái điều xưa cũ gì đó ha uhm và các bạn được khuyến khích hãy luôn nghĩ về những cái điều mà mình đang có luôn trân trọng nó và cố gắng có được nhiều hơn à, trong tương lai à, khi mà để tâm nhiều quá ở quá khứ thì khả năng mình sẽ bị kéo cái năng lượng xuống và thu hút toàn là những cái sự mất mát thôi ha ở đây mình thấy có thể là bạn là một người rất là chân thành thích cho đi thích hỗ trợ thích giúp đỡ mọi người á các bạn có thể là trong tình yêu đang có sự cô đơn ha à, có rất là nhiều người đến nhưng mà bạn còn chưa có một cái sự gọi là mở lòng chẳng hạn hoặc một vài bạn có thể là trong tình yêu các bạn đang cảm thấy có sự xa cách nhớ nhung người yêu ừ. và mình thấy có thể là bạn đang rất là muốn có một cái không gian thời gian riêng cho chính mình để suy nghĩ để thiền định để tĩnh lặng hơn cân bằng lại sức sống Mình thấy sắp có một cái cơ hội gì đó được đưa đến với bạn ừ. khi bạn mở lòng. À bạn được khuyến khích hãy biết ơn nhiều hơn. Một số bạn dạo gần đây là có một cái sự mất mát gì đó cho nên cảm thấy rất là khó chịu, buồn bã, thất vọng. Nhưng hãy biết ơn những gì mình đang có ha, bạn càng biết ơn vũ trụ ban cho bạn nhiều hơn. Ừ. Rồi. Thứ năm, à, ngày thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? trong ngày hôm nay mình thấy các bạn có sự tương tác với một người mang năng lượng nữ đây là một người lý trí ha, à, sáng suốt quyết đoán dứt khoát ừ. kiên cường và mình thấy có thể là bạn sẽ nhận được một cuộc gọi một cuộc thông báo có thể là bạn có sự nói chuyện với người này à, một số bạn có thể là bạn sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ hoặc là các bạn có một cái buổi họp mặt với um, đội nhóm ha hoặc là với cấp trên. À, một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ nghe giảng về những cái điều chân lý gì đó, hoặc một vài, vài bạn thì có thể là các bạn sẽ đứng cái vai trò hướng dẫn, dẫn dắt chương trình chẳng hạn, vân vân, hoặc là uh, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho mọi người. Một số bạn ở đây mình thấy có thể năng là bạn được lên chức lên về vị trí cao ha, vị trí lãnh đạo, vị trí đào tạo nhân lực À, mình thấy có thể là bạn cũng uh, nỗ lực chăm chỉ làm việc rất là nhiều ha kiên nhẫn kiên trì và một số bạn có thể là bạn cũng đạt được một cái thành quả gì đó cũng xứng đáng trong ngày hôm nay mình thấy có thể là các bạn sẽ có sự gặp cơ họ gặp lại những người cũ những người bạn bè cũ à, hoặc là những người thân ở xa ở về thăm hoặc là họ hàng gì đó ừ. à, hoặc là các bạn có sự tương tác với trẻ em trong ngày này à, một số bạn ở đây thì mình thấy có thể bạn có sự tương tác với một người mang năng lượng nam đây là một người lý trí ha, khôn ngoan sắc đá, thông minh giỏi giang và có sự cương trực, công bằng liêm chính. Thì có thể đây là những cái đối tượng mà các bạn sẽ gặp trong ngày hôm nay cả người nam lẫn người nữ. Một vài bạn có thể là được biếu tặng đồ ăn hoặc là bạn biếu tặng cho người khác. Một số bạn có thể các bạn mua hoa về chân ha. Hoặc là có thể một vài bạn các bạn đi sinh nhật hoặc là các bạn nghe được một cái tin tức gì đó liên quan đến trẻ em có thể là người thân của bạn họ có tin vui về con cái hoặc là ai đó gọi là sinh con thành công <laughs> chẳng hạn à. ừ ngày hôm nay mình thấy dường như các bạn có thể là mua sắm cho nên là đôi khi có thể là cái tiền bạc nó hơi eo hẹp một chút ừ à, hoặc là một bạn các bạn có khả năng sẽ giúp đỡ cho người khác những người cơ cực khốn khó ha số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn cảm thấy hơi nhức mỏi hơi mệt mỏi hoặc là cảm thấy trong nóng trong người nên cho nên các bạn cũng nên gọi là uống nước ừ. uống nước nhiều để thanh lọc cơ thể À, một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể là Trong ngày hôm nay có thể là bạn sẽ ngồi ghế massage Hoặc là một vài bạn có thể là bạn sẽ gọi đầu Rồi các bạn có sự gọi là à... Dùng máy sấy tóc ha, kiểu vậy ừ. Trong ngày này cẩn trọng củi lửa ha Ngày hôm nay mình thấy dường như các bạn sẽ nghe được những cái thông tin người ta thông báo trên đài phát thanh hoặc là trên loa gì đó vân vân là các bạn sẽ tham gia vào một cái sự gọi là đấu tranh đòi cho đòi quyền lợi cho ai đó chẳng hạn hoặc cho chính mình à. hoặc là bạn có khả năng gây cái sự chú ý cho người khác có thể một số bạn sẽ dùng lời ăn tiếng nói khá là nhiều trong ngày hôm nay cho nên là bạn hơi bị khô cổ họng đó Cho nên bạn hãy uống nước nhiều hơn ha à một số bạn có thể là bạn sẽ có một cái sự hòa giải những cái những cái khó khăn những cái mâu thuẫn với một ai đó à, và có sự kết nối trở lại à. một vài bạn trong ngày hôm nay là mình thấy là các bạn cẩn trọng với những cái người gọi là bỏ bùa thuốc mê rồi đó nha ừ đặc biệt những bạn làm trong những lĩnh vực mà liên quan đến giao dịch giao thương rồi đó ha, kỹ lưỡng hơn một chút nhớ đem theo tỏi ha. thấy có thể một số bạn các bạn sẽ cho người khác lời khuyên ha hoặc là bạn xin lời khuyên từ ai đó hoặc là bạn sẽ tham gia một cái lớp học gì đó ừ. có sự kết nối với nhiều người có sự bàn bạc bình luận ha bàn luận gì đó ở đây ở đây vũ trụ muốn nói với bạn là những cái lo lắng của bạn là không cần thiết ha ừ điều mà vũ trụ và các thiên thần hộ mệnh của bạn đang giúp bạn giải tỏ đó là à, cái sự gọi là không cần phải lo lắng gì cả ừ. các bạn sẽ có khả năng khiến cho bản thân của mình bị kiệt sức hoặc là suy nhược về sức khỏe thể chất tinh thần cảm xúc khi bạn lo lắng quá nhiều ha. Và bạn lo lắng quá nhiều thì bạn sẽ thu hút những cái sự lo lắng này trở thành sự thật ừ. hãy sao nhãn những cái lo lắng này ha, khỏi tinh thần của bạn đồng thời ở đây thì Ơn trên đang cố gắng dỡ bỏ những gánh nặng này khỏi tâm trí, trái tim và thể xác của bạn. Đầu tiên là các ngài muốn nhắc nhở bạn rằng mọi lo lắng đều tập trung vào những cái suy nghĩ về tương lai. Khi mà sự chú ý bạn cố định vào những gì phía trước thì rất là khó để bạn có thể tập trung ở thời điểm hiện tại. Cho nên hãy sống ở hiện tại, đừng lo lắng quá nhiều về tương lai. Bởi vì hiện tại sẽ tạo ra tương lai tích cực. Còn nếu như bạn nghĩ về tương lai một cách gọi là nó không có, không có thật chỉ là do những cái tưởng tượng viễn vông của bạn mà khiến cho cái hiện tại của bạn nó không có cái kết quả tốt đó thì làm sao có thể có được một cái tương lai vững vàng và ở đây thì um, lo lắng không giúp ích được gì hết mà lời cầu nguyện luôn giúp được mọi thứ cho nên hãy cầu nguyện nhiều hơn thay vì mình lo lắng thì mình hãy cầu nguyện và hướng cái tâm trí của mình vào những cái điều tích cực tốt đẹp và những gì mà bạn mong muốn sẽ diễn ra ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ 6 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Ở đây mình thấy các bạn tụ 3 là những người gọi là hướng về gia đình ha. À, có thể một số bạn vào gần đây là có ai đó hay gọi là mời đám cưới chẳng hạn. Hoặc là một vài bạn có thể là sắp có những cái sự chuyển nhà, chuyển chỗ ở rồi ha. Thấy các bạn có sự di chuyển gì đó ở đây. Ừ các bạn là những người có thể có nhiều mơ ước nhưng mà mình thấy dường như các bạn đang thắp sáng được một cái ước mơ gì đó rồi à, các bạn cũng cố gắng vượt qua những thử thách gian nan và trở ngại ha. một số bạn các bạn rất là có duyên ăn nói khôn ngoan sáng sủa sắc sảo tinh tế và có sự gọi là nhạy bén nữa. có rất là nhiều ý tưởng à, mình thấy dường như cuộc sống của bạn sẽ đầy ắp những cái niềm vui trong thời gian tới hoặc là bạn sẽ có những cảm giác thỏa mãn hài lòng một cái điều gì đó mà bạn đạt được bạn toại nguyện rồi để mình xem ngày thứ 6 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Trong ngày hôm nay mình thấy có thể là bạn sẽ xem tin tức Bạn cảm thấy có những cái tin tức uh, khiến bạn cảm thấy hơi bị bồi hồi xúc động ha. Hoặc là một vài bạn trong ngày này thì tốt nhất là các bạn đừng có giao tranh hoặc là có sự gọi là tranh cãi với những người uh, kiểu như là ngựa non háo đá thì rất là mệt mỏi kệ họ đừng quan tâm đến họ tập ừ. trung vào bản thân của mình mình thấy dường như trong ngày này là sức khỏe hơi bị kém mà cho nên hãy quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe hoặc là một số bạn có nói chuyện với người yêu cẩn trọng ha à, không ho là xảy ra tranh cãi rồi mâu thuẫn rồi chia tay nữa trong ngày này thì mình thấy dường như các bạn cảm thấy rất là mỏi mệt kiệt sức ha à, nhưng mà có thể là cuối ngày thì dường như là mọi thứ có vẻ nó tiến triển trở lại bạn trở nên nhiệt tình hơn trở nên gọi là mạnh mẽ hơn và nhanh nhẹn hơn ở đây mình thấy dường như là các bạn nghĩ mệt mỏi quá thì nên nghỉ ngơi đi một số bạn thì đau nhức xương khớp ê ẩm chân tay gì đó vân vân một vài bạn có khả năng là uh, đang gặp cái trường hợp thất thoát tài chính chẳng hạn ừ, trong ngày này tốt nhất đừng có gọi là cho vay mượn tiền hoặc là hợp tác làm ăn mà mình không có hiểu rõ hoặc là ai đó mời gọi là một cái người quen biết thì cẩn trọng bởi vì có khả năng là sẽ bị mất tiền hao hụt tài chính rồi còn bị uh, đem lén xeo lưng nữa đó ha một vài bạn thì mình thấy có thể là vào cuối ngày có những tin tức vui sẽ đến với các bạn và các bạn sẽ có một cái nguồn tiền có thể là tiền lương, tiền hưởng lợi những đầu tư hoặc là các bạn có khả năng đem tiền ra đếm chẳng hạn vân vân mình thấy có thể là bạn sẽ bắt đầu một cái điều gì đó mới mẻ ha tìm kiếm cơ hội hoặc là học hỏi ở người khác có thể một vài bạn các bạn sẽ kết thúc hoàn toàn công việc cũ và các bạn có thể là bước vào cái giai đoạn công việc mới nên nên các bạn có sự soi động và nhiệt tình hoặc một số bạn sẽ đi đâu đó trong ngày này thể là đi dự một cái buổi tiệc nào đó chẳng hạn ha hoặc đi đến một nơi đông người. À, trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể là các bạn sử dụng dao kéo cẩn trọng một chút. À, bạn nào mà có cuộc phẫu thuật thì có thể là các bạn nên kiên nhẫn kiên trì và tin tưởng cầu nguyện với ân trên để có được cái sự hoàn thành tốt đẹp. À, có thể là cuối ngày các bạn đem tiền bạn trả cho người ta hoặc là mình thấy là có thể là cái vấn đề sức khỏe của bạn nó sẽ phục hồi lại ha? nó sẽ cân bằng lại và mọi thứ diễn tiến một cách thuận lợi hơn cho các bạn à. trong ngày hôm nay các bạn ăn uống cũng cẩn trọng một chút để tránh những vấn đề à, liên quan đến bao tử dạ dày ha hoặc là tháo ruột gì đó ha cẩn trọng một chút để ý vấn đề vệ sinh thực phẩm ở đây và đừng để bản thân của mình gọi là nóng nảy ha tránh để gây ra những cái sự tranh đấu mâu thuẫn không đáng hoặc là gây ra sự tổn thương cho gia đình của mình mất hình tượng của bản thân Nói chung là tốt nhất ngày hôm nay im lặng là vàng đừng có gây cấn bất kỳ ai hết và hãy có một cái sự gọi là biết lắng nghe chứ đừng có quá sự bướng bỉnh ừ. một vài bạn có thể có những cái nỗi buồn trong tình yêu trước đó cho nên các bạn vẫn còn gọi là um... Gặm nhắm những nỗi buồn này ha. Và cuối ngày dường như mọi thứ nó trở nên Hài hòa trở lại Thấy các bạn có sự tương tác với một trẻ thơ Hoặc là một vài bạn Có thể là bạn sẽ xem tin tức liên quan đến sự Sinh ly, tử biệt, bệnh tật gì đó Cho nên bạn cảm thấy khá là đau lòng Thấy các bạn có sự Hình như có thể là có anh shipper nào đó đến tìm bạn ha. Hoặc là Ừ, một vài bạn trong ngày hôm nay có sự tương tác một người mang năng lượng nam khá là trẻ trung ha à, có khả năng cũng khá là điển trai rồi à, năng động ha hay đi đây đi đó nhiều à, kiểu như vậy à, mình thấy các bạn có thể là sẽ có sự nấu ăn nè thể hiện tài năng nấu ăn của mình Hoặc là thể hiện cái sự chuyên môn của mình trong một cái lĩnh vực nào đó ừ. hoặc là bạn xem những tin tức liên quan đến uh, nấu ăn liên quan đến um, có một cái sự um, uh, chỉ dẫn về buổi ăn lành mạnh vân vân các bạn có sự đánh cờ hoặc là các bạn có thể là lập ra một kế hoạch gì đó một số bạn có thể năng là đọc được suy nghĩ người khác hoặc là tiên đoán một cái gì đó trong tương lai ngày hôm nay có thể là các bạn cũng nhận được những cái phước lành dồi dào đến với các bạn đó có khả năng là mọi thứ mà bạn lo lắng nó sẽ được dỡ bỏ ha các bạn có sự giác ngộ hoặc là các bạn có khả năng là ăn uống đủ đầy ở đây À, có điều gì đó mà bạn cảm thấy khá là may mắn, khá là hạnh phúc, khá là trọn vẹn. Ừ. một số bạn đi đám cưới hoặc là đi uh, thôi nôi no đầy tháng sinh nhật gì đó vân vân. ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích thật cái sự kiên nhẫn nha. đừng có cái hấp tấp vội vàng rất là dễ gọi là hư chuyện của mình. À, bình tĩnh kiên nhẫn kiên trì rồi mọi thứ cũng sẽ được giải quyết thôi các bạn được khuyến khích hãy có một cái sức mạnh niềm tin ở đây ha à, một cái loại sức mạnh được xây dựng trên cái nền tảng của sự tin tưởng và sự hướng dẫn bên trong của các bạn không hung hăng với bản thân của mình hoặc bất kỳ ai khác và cần phải biết tôn trọng cảm xúc và quyền lợi của mọi người ha hãy tập trung vào bản thân vào những cái uh, sự hướng dẫn thông qua trực giác của bạn hãy giữ cho tâm trí và trái tim của bạn tràn đầy niềm tin ngay cả khi con đường của bạn nó có vẻ hơi phi lý và bạn cảm thấy lo lắng và sợ hãi ừ, hãy luôn đắm mình trong các hoạt động tích cực chẳng hạn như đọc tài liệu nâng cao tinh thần nghe nhạc nhẹ nhàng hoặc tham dự các buổi gọi là họp mặt tâm linh hoặc là một số bạn có khả năng đi chùa hoặc đi nhà thờ trong ngày này để nâng cao đức tin của bạn để bạn cảm thấy um, bình yên và nhẹ nhàng hơn à, và cái kết quả của bạn nó phụ thuộc vào cái việc bạn giữ một cái tư duy tích cực mà bạn có quyền kiểm soát ha và bằng cách bạn chọn cầu nguyện ha thì bạn sẽ được giúp đỡ và đưa ra các lựa chọn ừ. để giữ cho cái môi trường xung quanh của bạn tích cực nhất có thể. Ừ. Hãy luôn giữ vững niềm tin và đức tin cá nhân của các bạn thì mọi thứ nó sẽ diễn biến theo cái điều bạn mong muốn ha. Ừ. Có thể là mọi thứ nó sẽ không đến nhanh như bạn mong đợi nhưng mà sẽ mang kết quả tốt đẹp cho các bạn. À, rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn